mợ tư tặng hắn để kêu con sen rải muối xuống không ngờ nó rải lên đầu mợ tư do đang quay hình nên mợ tư chỉ liếc nhẹ nó một cái rồi bỏ qua mợ tư rất thích dắt chanh nhất là dắt chanh bỏ giỏ mợ tư ăn mực ống mà tưởng đâu mình đang ăn hải sản mợ tư nhai mực ống như là nhai đầu người yêu cũ có bao nhiêu mợ tư dồn hết vô cái bản họng mình bấy nhiêu con sen tiếp tục rải muối để mợ tư làm xoài lắc ăn mở tư lắc 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 đặt nhiều đặt nhiều hả à, quên quên xoài lắc <laughs> mở tư cắn miếng xoài lắc muối tôm xoài nó thơm mùi xoài còn muối tôm thì nó thơm mùi muối tôm mở tư là một người đam mê đỏ đen nên mở tư ăn trái cây cũng lựa trái nào có màu đỏ với màu đen bình thường mở tư ăn rất chậm nhưng chỉ cần có mẹ chồng ở nhà là mở tư ăn rất nhanh nhìn nè nhìn mợ tư bẻ cái trứng lòng đào ra nè Ui ui, thấy nó ngon chưa con quỷ sen nó rải muối hơi nhiều nhưng mà mợ tư cũng ráng trợn tròng con mắt lên húp mặn nha ừ mặn nhưng mà ngon lắm mấy đứa ơi không tin thì mua hũ muối về ăn thử đi nó ngon còn hơn ăn người yêu cũ nữa đó <laughs>